Vâng, xin chào anh chị quý khách hàng nha. Chào mừng anh chị đã quay lại kênh YouTube Toàn Trung Ô tô Gia Lai. Sáng giờ Lubo giao xe, một số xe cho khách. Thì em quay review cái xe này hơi trễ cho anh chị. Con này là Mazda 6216 bản 2.5 anh chị, bản full nhất. Thì bên ngoài á là anh chị nhìn là anh chị thấy nè, nó khác biệt nè, rửa đèn nè. Đèn này liếc luôn nha. Liếc theo góc nhìn luôn, góc cua luôn. Đi nó cái này là full nhất anh chị, cái mâm đây mâm 19 nè. Mâm đây mâm 19, xe đây một chủ á. Này heo dầu rất là đẹp. Xe mâm đây mâm 19. Cái dòng này cái lốp nhỏ, cái mâm nhỏ nên là cái lốp nó hay bị mẻ chứ hay bị bể nha anh chị. Đi cẩn thận, cấn là nó bể. Tổng thành của một con Mazda 6 phân khúc D đây. Con này thì biển Gia Lai, con này bữa em đổi Santa Fe á, xe này một chủ ở biển Gia Lai luôn nha anh chị. Thì đây cũng như thường lệ nè, cái cản với cái phần đồng á, thường luôn nó quay trong video nó rất là khác màu, nhìn ở ngoài thì nó đỡ mà ở trong thì rất là khác màu. Còn sơn tút thì có nha anh chị, cản kia là sơn tút lặt vặt là có. Đó. Lớp đây cũng mòn rồi, anh chị nào về thì đi chắc thời gian thay 4 cái lớp mới. Để heo dầu còn mới. Này chắc là em bớt cho để thay 4 cái lớp. Lớp em mòn rồi. Em đang tính thay. Về cái phần nội thất á, nội thất xe này thì ok anh chị. Nội thất xe này thì đi chủ xe đi cũng dữ. Nói chung là nhớ ghế vị trí nè, bản full là nó có nhớ ghế vị trí. Chủ xe ngày xưa mua rất là đắt nha. Nhưng mà được cái là họ đổi bù trừ với em nên là được mua được cái Santa Fe. Santa Fe họ cũng lỗ luôn. Nên là cái xe này họ lỗ 500 mấy á là họ chấp nhận được, tại vì họ đổi xe. Chứ còn đây mà bán đứt, ai mà mua đây từ mới bán đứt chắc khó bán lắm nha anh chị. Thường thường những người điều kiện họ mới có điều kiện, hồi xưa họ mua cái xe này tới 1 tỷ mốt mấy chục ạ. Này bản full nhất của M6 rồi. Đi nó khác biệt lắm. Đây có lại số vô lăng nè, cruise control đầy đủ hết. Điều hòa thông minh tự động. Hộp số này. Ghế là ghế điện hết nha anh chị, ghế da là da xịn hết á. Em mua là đều phải ga xịn, mấy cái này thì họ cũng chưa bóc nè. Rất là đẹp. Rất là đẹp anh chị ạ. Đây cửa nóc. Cửa sổ chờ. Toàn cảnh. À cửa sổ chờ thôi, không có được toàn cảnh. Xe đặc biệt cái ghế sau á, chủ xe đi rất ít nhiều, ít chở người sao á, hay là nhà không có trẻ nhỏ sao, nên là bên sau ghế sau nó rất là đẹp. Nó học gió điều hòa phía sau. Máy tắp bi cửa kia sau là còn rất là keng nha. Chú đây là cũng làm một cái đơn vị khối nhà nước của tỉnh nên là họ đi công tác nhiều, ít đi. Cốp kiến mọi thứ rất là đẹp. Mấy xe dòng xe này dòng cao cấp rồi nên là chủ xe họ đi giữ. Lại xe Gia Lai, người Gia Lai họ đi họ cũng giữ lắm nha anh chị. Xe ở phố họ đi họ giữ lắm. Nhưng mà em cũng lựa chọn kỹ lắm. Lựa chọn đi. Nó là 2.6. Dạ. Mình đi gia đình mà quan trọng là đi nó bền thôi. Chứ còn mà có chạy dịch vụ đâu mà. Nhưng mà cái dòng số sàn đó là lợi anh. Không có heo. Anh cứ chạy là anh biết. Ừ, đổ 100 cây vô chạy là biết liền. Đó, ghế rất là đẹp. Nãy giờ sáng giờ tư vấn cho chú mua Santa Fe. Qua giờ là mấy bạn đi giao xe nhiều quá. Đi vừa xe cứu hộ là vừa nhân viên nhà đi giao. Đăng kiểm đó hả? Để tính coi lại cái. Ghế này chỉnh điện hết nha. Ghế chỉnh điện hết. Đó, cái trình điện hết. Lò là lò boss nha anh chị. Lò boss. Từ máy nách cửa mọi thứ đều gọi là trong tình trạng xuất sắc, hoàn hảo hết. Hoàn hảo hết. Nhìn cái lường này, anh chị nhìn cái lường này, lường rất là đẹp. Đó, lường rất là đẹp. Mâm đây mâm lớn nhưng mà cũng hơi vết xước nè. Cái này em làm lại được. Làm lại cho.
Hệ thống đây thì hệ thống in stop này, hệ thống đây thì hệ thống ngắt máy tạm thời á, khi nào mà mình tới tới đèn xanh đèn đỏ hay gì đó là tự nó tắt máy, nó lên ga nó chạy để giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn á. Máy móc đồ đạc nguyên bản hết nha anh chị. Ít có con Mazda 6 mà chủ xe đi giữ gì như đây. Và giá nó chỉ có 590 triệu thì rất là hợp lý rồi. Rất là hợp lý trong cái tầm tiền và tầm đời này rồi anh chị. Tầm tiền và tầm đời này 590 là em thấy là giá nó hợp lý á. Nên anh chị quan tâm thì liên hệ em toàn 0979325679 hoặc là kết bạn Zalo 0922325679. Anh chị muốn lên đời đổi xe đều được nha, em đều định giá và đổi cho anh chị được thoải mái nha. Và anh chị có xe bán á, thì cũng cứ liên hệ bên em mua tận nơi, mua tận nơi tận tình nha. Và xe này có ship tại nhà cho anh chị xem. Và tiến tới là em cập nhật những xe cửa hàng. Ngày hôm qua những city em quay rồi em bán, rồi em bán cho một anh khách ở gần cửa hàng ở Mang Giang, gần cửa hàng ở Mang Giang, cửa hàng Honda ở Mang Giang em nhận cọc rồi. Giờ em còn cái i10.200 cây thôi. Bữa bán cho anh kia mà làm trả góp không được, giờ bán tiếp. Tút sơn dầu nha anh chị, em còn tút sơn dầu, còn một con tút sơn dầu, một con Santa Fe, một con Santa Fe bán rồi, một con lăng Defender, Defender nha anh chị, Defender 220 số sàn Fortuner đây, và con Vios đây, Vios 218 số tự động, Vios 218 số động. Anh chị quan tâm xe nào thì liên hệ bên em sẽ chia sẻ giá cả và mọi thứ cho anh chị. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều, xin kết thúc video tại đây.